Rồi bữa nay là có khách vô lửa 6000 đó nha anh em. Đây đó. Đây cũng còn chiếc nữa ha. Khách lửa thoải mái luôn. Còn 5 chiếc lận. Rồi giờ khách đang cho máy cày test luôn anh em. Thì máy này ok. Không làm hết. Rồi sáng sớm thì máy đã đánh ra làm sao nha anh em. Đây khách đây ha. Đó giờ đang chuẩn bị bảo dưỡng. Đây giờ em quay sơ cái máy này lúc chưa bảo dưỡng nha anh em. Con 6040 nó đời 2019 đời cao. Cơ nó thì không có đụng gì hết tất cả luôn ha. Đây còn ngon. Đây cái này cũng chưa có mở lần nào luôn nè. Về bên này mở luôn kiểm tra cho khách luôn. Giỏ như là giỏ Otani nha. Otani số giỏ này nè. Nhiều anh em thắc mắc số giỏ này ha. Giỏ này là khác cái giỏ của máy diện nha. Này giỏ không lớn, không thì nó bự hơn. Còn máy diện thì nó sẽ nhỏ hơn. Đây là quá trình lúc em làm bảo dưỡng cầu trước cho khách đây ha. Mà rồi đang mất rồi. Tại nhà nó hết cái ok thì lên. Nó nó vô trên tay. Nó bỏ hết. Rồi đang giả xuống. Đây là ngày tiếp theo của máy M6040 này. Mình đang làm phần đầu cho khách. Đó một số thứ nữa. Mấy cái phần này là những cái liên xi. Không có đụng ha. Động cơ quan trọng. Vỏ của nó là vỏ gai không lớn nha, tại vì máy thái là không lớn nha. Rồi sao anh đang làm lại cặp kiếm của nó. Đây ha. Đây M6040 hiện tại bây giờ đang gáp lại cầu trước cho khách đây ha, cũng gần xong rồi. Đây anh em, thì mới vừa gáp vô xong, đang bắt vô lại ha. Đó, đây cũng gần xong rồi. Cái bên đây nè ha, đó, nhông bọng ra tay để khách ở trên, dương giúp ở trên ha. Đang kiểm tra điện đây, điện này ha. Anh em làm điện. Rồi, xin chào anh em nha. Thì bây giờ máy đã xong rồi nha anh em. Em mà sáu không không đã đáp đầy đủ. Có sơ một chút ít thôi. Máy này thì ok lắm. Vậy ha. Rồi, giờ cho mình khách đây nha anh em. Đây, rồi, bây giờ chuẩn bị cho. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, xong. Bây giờ em chạy ra nửa máy anh em. Để cho nó sạch lại cái đầu lên luôn. Cái cài với cái sới làm gần trước rồi. Rồi xin chào quý cô chú anh chị em gần xa nha. Thì hôm nay em giao một cái máy này về Ninh Bình cho khách ha. M6040. Máy cài 60 mã lực. Có kèm theo là ủi sới và cài ha. Máy này em đã làm bảo dưỡng sơ cho khách rồi. Giờ chỉ có lên máy về nhà thôi. Đây là cái sới, đây sới của em nó đã làm lại xong với cái cài nữa. Đây. Rồi, bắt luôn. Rồi, máy vô lậu nha anh em. Rồi, cảm ơn anh em nhiều nha.